Thì tóc chanh thì nó có hai cách uống các bạn nha. Như Ngân nói là các bạn có thể uống trước khi ăn hoặc là sau khi ăn. Nếu mà bạn nào mà không bị đau dạ dày, đau bao tử thì các bạn uống trước khi ăn để cho nó hấp thụ tốt. Còn người nào mà đau dạ dày, bao tử thì mình sẽ uống sau ăn. Thì Ngân bị đau dạ dày nên Ngân sẽ uống sau ăn là 20 phút. Và bây giờ thì Ngân sẽ uống một hộp như thế này là nó có 15 gói các bạn nha. Một hộp như thế này là có 15 gói. Bạn nào mà đã uống giảm cân thành công cùng với đợt tóc chanh, giống như đợt trước á, đợt Ngân uống thì tóc chanh á là Ngân uống 3 hộp, Ngân giảm được 8 kg. Thì khi mà Ngân giảm được 8 kg, bắt đầu Ngân ngưng được tóc chanh, Ngân chuyển qua đời tóc cam Ngân uống. Và hôm bữa giờ Ngân đã ngưng đời tóc cam 7 ngày để Ngân uống collagen. Thì khi mà Ngân uống collagen á thì Ngân ngưng đời tóc để cho cái collagen của công ty Ngân nó hấp thụ tốt hơn. Và Ngân đã ngưng đời tóc 7 ngày. Đây là cái dòng collagen này. Thì Ngân ngưng đời tóc chanh rồi tóc cam luôn 7 ngày. Thì xong 7 ngày đó Ngân ăn nhiều quá, bắt đầu Ngân thấy người Ngân nặng lại. Nên bây giờ Ngân chọn để mà đời tóc mạnh á, là Ngân sẽ chọn đời tóc chanh đời tóc lại. Và bây giờ Ngân uống đời tóc, bữa nay là ngày thứ 3. Một hộp như thế này là 15 gói các bạn nha. Thì ngày hôm nay thì Ngân sẽ lên đô một gói. Hai ngày trước là Ngân uống nửa gói, bữa nay Ngân sẽ một gói. Một gói như thế này. Mình uống cái sản phẩm này các bạn, nó tốt nhiều thứ lắm. Thứ nhất là nó thanh lọc độc tố trong cơ thể của mình. Các bạn biết đó, khi mà các bạn bị độc tố trong cơ thể, độc tố là cái gì? Độc tố là đồ ăn, nước uống, không khí và gió. Nói chung là tất cả những cái gì mà trực tiếp lên cơ thể của mình đều là độc tố. Nó để về lâu về dài, mình ăn một cái bánh, mình uống một ly nước thì nó làm cho cơ thể của mình không đào thải ra ngoài thì nó sẽ tích tụ làm độc tố. Và khi mà một cái cơ thể mà bị tích tụ độc tố quá nhiều thì nó sẽ gây ra những chứng bệnh là ung thư và tim mạch, và rất là nhiều căn bệnh nằm trong cơ thể của mình là do những cái độc tố gây ra. Thì cái sản phẩm để tóc chanh nhà em collagen, cái công dụng chính của nó là đào thải độc tố trong cơ thể của mình. Thì khi mình uống cái sản phẩm này, nó sẽ thanh lọc và đào thải ra hết những cái độc tố trong cơ thể của các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn ốm nè và cơ thể của mình sẽ khỏe hơn. Vì vậy khi các bạn uống hàng nhà Ngân, các bạn sẽ thấy cái sức khỏe của các bạn ngày càng khỏe hơn. Các bạn uống trong vòng tầm 5 đến 7 ngày, các bạn sẽ thấy cơ thể của các bạn nó rất là nhẹ. Nó nhẹ và làm cho người mình rất là thoải mái, nó không có cảm giác là bực bội hoặc là khó chịu trong người vì nó đang thanh lọc cơ thể của mình. Đây, một gói Ngân pha thì nó sẽ như thế này. Và cái màu nước nhà Ngân á là nó rất là trong. Trong ở đây có nghĩa là ở trong nước nó không hề có những cái sát trà lạng cợn. Cái đó là những cái tạp chất. Khách hỏi Ngân á là uống cái sản phẩm thị trường với cái hàng nhà Ngân, nó thấy cái nước của Ngân nó không có cái những cái lợn cợn, còn thị trường có lợn cợn, thì khách hỏi đó là cái gì. Thì Ngân phân tích cho các bạn biết đó, cái hàng nhà Ngân á là hàng chuẩn 10 trên 10 phôi, không bị pha tạp chất, nên khi các bạn uống á nó sẽ không có những cái lợn cợn sát trà. Còn những cái hàng mà các bạn đã uống trước đây mà nó có những cái lợn cợn sát trà thì đó là đã bị pha tạp chất. Mà một cái hàng mà bị pha tạp chất rồi á, uống nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Ngoài cái việc mà nó làm cho các bạn ốm thì nó còn làm cho các bạn bị độc tố nữa, vì nó có những cái sát độc tố trong đó nó không được lọc ra các bạn. Nó pha ví dụ như là 3 thành phần phôi, 7 thành phần tạp chất rồi, còn hàng nhà Ngân là 10 trên 10 thành phần phôi, nên các bạn uống thì cái sức khỏe các bạn sẽ được đảm bảo. Cái gì đưa vô cơ thể Ngân kỹ lắm các bạn ơi. Một ly như thế này thì Ngân nói với các bạn trong vòng 5 đến 7 ngày thôi, các bạn sẽ thấy cơ thể của các bạn nó khác hẳn hoàn toàn. Người các bạn sẽ ốm hơn, da của mình sẽ săn chắc hơn và cơ thể của mình sẽ thấy khỏe hơn. Và các bạn nào mà mới mua mà uống á, thì giống như Ngân nói á, các bạn chia liều rồi các bạn uống. Hàng nhà Ngân là không làm cho các bạn mệt, nhưng mà những người người ta có sức khỏe sẵn nha. Còn những người mà giống như Ngân là cơn gió thổi qua Ngân cũng mệt nữa, tại vì Ngân bị thiếu máu nè, Ngân bị tiền đình nữa, Ngân bị hai căn bệnh nên cái sức khỏe của Ngân rất là yếu. Nếu mà bạn nào giống như Ngân yếu á, thì mới mua hàng nhà Ngân về á, thì các bạn chia ra phân nửa, các bạn uống nửa gói trước trong vòng 2-3 ngày thì các bạn hơi lên một gói. Ở bên đây Ngân uống tới ngày thứ ba là Ngân lên một gói vậy nè. Lên một gói thì mình sẽ lên từ từ vậy cho cơ thể của mình nó quen. Còn những người nào người ta khỏe sẵn rồi, người ta uống 1-2 gói là điện bình thường nha. Một ngày một gói trong vòng 15 ngày các bạn sẽ giảm từ 3-5 kg. Nếu một ngày các bạn uống 2 gói trong 15 ngày, các bạn có thể giảm từ 7-10 kg, tùy theo cái cơ thể của mình nó hấp thụ tốt hay không hấp thụ tốt nữa. Và đây là cái sản phẩm detox cơ thể được công ty Encollagen sản xuất. Và cái sản phẩm này thì có tem chính hàng giả của Bộ Công an và được cấp phép của Bộ Y tế, một sản phẩm đã được kiểm chứng về độ an toàn, nên mình uống về lâu về dài mình rất là yên tâm các bạn nha.